Hôm nay em quay giới thiệu với cả nhà chiếc xe Hyundai Verna đời 2008, màu bạc xịn. Đấy, biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ. Chiếc xe này là 5 chỗ form sedan, 2 đầu. Đấy, và các bác biết đây là dòng xe Hyundai, đúng không ạ? Dòng Hyundai thì các bác biết là nó còn rất là tốt, cho nên là các bác có thể nhìn đây đời 2008 rồi nhưng mà xe còn rất là mới. Nhìn hình dáng xe rất là đẹp và form dáng xe cũng khá là đẹp, đúng không ạ? Và đặc biệt dòng xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy của chiếc xe này là máy 1.3 mấy thôi, cho nên là mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó rất là hợp lý, rất là phù hợp, rất là kinh tế luôn. Chỉ tầm khoảng 6 lít trên 100 km thôi. Đấy. Chiếc xe thì khá là đẹp nhé. Xe không bị lỗi, không bị tai nạn, không bị ngập nước hay thủy kích. Và đặc biệt là chiếc xe này là máy vẫn còn zin nhé. Máy zin chưa bổ chưa hạn. Cho nên là các bác mua về sử dụng thì hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe này thì các bác mua về không cần phải bỏ thêm tiền để sửa chữa đâu nhé. Mua về là sử dụng luôn thôi, không phải làm gì cả. Bác mua về đi xa rất là yên tâm, vì chiếc xe này nó là một dòng xe rất là lành, rất là lồi đồng cối đá luôn. Các bác biết những dòng xe khách ấy và dòng xe tải ấy, thì người ta rất là ưa chuộng dòng xe Hyundai này, đúng không? Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ về Việt Nam, mang tên là Hyundai Verna, đời rất là cao mà giá thì rất là hợp lý, rất là vừa phải túi tiền. Gia đình nhà nào cũng có thể là mua được chiếc xe Hyundai Verna này. Đấy. Đây phần đây là phần tổng thể phần đuôi của xe. Đấy. Tổng thể bốn đèn vẫn là đèn zin mà là đèn xịn nhé, đèn xịn theo xe. Xe trang bị camera lùi đồng hoàng nhé. Đấy, các bác xem phần đuôi mà em quay. Đây là soi qua cái phần kính của xe, soi vào phần trong nội thất. Đây được trang bị hai loa đằng sau. Chiếc xe này loa rất là hay. Xe này là có một dàn lốp vẫn còn đẹp nhé. Dàn lốp còn rất là đẹp luôn. Các bác mua về chưa cần phải thay thế gì. Các bác về đi vài năm nữa không chưa cần phải thay thế đến lốp nhé. Đấy. Đây là lốp đây. Dàn lốp còn rất là đẹp luôn. Đăng kiểm còn đến tháng 11 năm 2019. Rất là dài. Còn cần 1 năm nữa cơ. Đây là phần nóc của xe. Chiếc xe này sơn xi rất là sạch đẹp luôn, rất là bóng bẩy sạch sẽ. Đấy. Rất là bóng bẩy và sạch sẽ nhé. Cụm đèn pha trước. Đấy, còn còn đẹp, chưa bị ố màu, chưa bị ố do mưa và nắng. Đây là lốp nữa nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay phần nội thất cho cả nhà xem luôn. Hiện tại thì em đang quay video này vào lúc 5 giờ chiều. Mà trời cũng khá là âm u, cho nên là điều kiện ánh sáng có khả năng là nó không được tốt lắm so với lại những cái thời điểm như là vào lúc trưa chiều, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cũng quay làm sao cho các bác xem một cách nó cũng tương đối nhất. Các bác cảm nhận về chiếc xe Hyundai Verna này. Đấy, thì đây là tổng thể cái táp lô của chiếc xe nhé. Đấy, xe thì được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ và có khóa khiển cửa đồng hoàng đầy đủ. Bộ ghế da vẫn còn đẹp, ghế da chưa cần phải thay nhé.
Bộ ghế da này các bác về có thể là mình may bộ ghế da mới, nó tầm khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một bộ ghế da, em vẫn thường may. Đấy, đây là cái táp lô của chiếc xe, quay gần hơn cho cả nhà xem luôn. Đấy, nội thất thì còn khá là tươi. Đấy, đây là cái da này nhé, da này là da nguyên của xe, các bác về như em may là mất 50.000 cái da này, về mình thay đi là đẹp luôn, vì chiếc xe này em vừa mới lấy về mà, vừa mới mua ở trên Hà Nội về xong. Thì em đi ở Hải Dương nhưng mà vừa sáng nay thì em phi lên Hà Nội em mua chiếc xe này về, mua của chính chủ luôn. Đấy, xe thì được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ nhé. Đấy, camera lùi vừa em vào đâu rất là nét luôn, điều hòa thì rất là mát, hai dàn điều hòa, nói chung là dàn điều hòa hai vùng nhé, đây chính lạnh này và đây là chính nóng, còn hoạt động rất là tốt. Còn đây là vô lăng của chiếc xe, vô lăng thì được trang bị một số các thiết bị rảnh tay ở đây và được trang bị một túi khí an toàn ở giữa vô lăng, vô lăng ba chấu rất là đẹp luôn. Đây là cái phần tắp lô của xe, xe chạy được 11 vạn nhé. Đấy, xe hiện tại là chưa lổ máy, một lát nữa em cũng sẽ là lổ máy nên cho các bác nghe tiếng máy luôn. Còn đây là trần của xe nhé, trần lý. Chiếc xe này các bác mua về chỉ cần mình vệ sinh đi một chút thôi là đẹp luôn. Còn đây là cánh cửa của chiếc xe, quay các bác xem luôn. Đấy, bộ ghế da đằng sau cũng vậy, rất là đẹp luôn. Đấy, rồi. Bây giờ em sẽ quay cái phần đằng sau cùng, cái phần khoang để đồ nhé. Đấy, rồi ok, bây giờ em chuyển sang bên lái để quay thêm cái phần lái của xe. Đấy, còn đây là tổng thể chiếc táp ly của bên lái. Keo chỉ thì vẫn còn nhé. Đấy, những cái đường, cái chỗ, cái phần sần sần này của táp ly chưa bị mòn. Các bác biết là nếu mà những dòng xe mà nó chạy nhiều ấy, thì chân tay để lên thì nó sẽ bị mòn đi đúng không ạ? Ví dụ như một số dòng ngày xưa em có những cái dòng xe Elantra thì phần táp ly cửa nó mòn đi rất là nhiều. Chiếc xe này là côn số lái nhẹ nhàng nhé các bác nhé, rất là nhẹ luôn, máy êm ru. Bây giờ em cũng sẽ quay đến phần cuối cùng, đây là phần máy, phần máy của xe nhé. Bây giờ em sẽ lổ máy đi. Máy hiện tại đã lổ rồi nhá. Đây là đèn báo phanh tay và đèn báo cánh cửa đang mở. Rồi, chiếc máy của xe này em cũng chưa vệ sinh. Nói chung là tổng thể chiếc xe này về là em chưa kịp làm gì cả. Đấy, vừa về rửa nước lã cũng đã bắn quay chụp luôn cho các bác luôn rồi. Đây, hiện tại là máy đang lổ nhá. Máy lổ thì rất là êm, rất là êm máy. Nếu đóng nóc cabo xuống thì các bác nghe thật kỹ mới nghe tiếng máy luôn. Xe này máy kỳ là chất, sử dụng động cơ 4 máy, 4 máy 4 buji đây, 4 buji. Máy rất là khô ráo, thực sự là lổ rất là đứng máy luôn. Chạy là cũng bốc nhá, chạy con này rất là thích luôn. Lúc đấy em chạy trên 100 km/h, em rung không lắc, chạy rất là khỏe.
máy phun xăng điện tử. Máy của chiếc xe này thì các bác khoái bàn luôn nhé, khoái luôn, bàn luôn về chất gầm bệ chắc chắn. Chiếc xe này không bị tai nạn gì hết các bác nhé, không bị ngập nước, không bị tụt kích, và phần gầm là không có sự than mọt một chút nào cả. Cho nên là các bác đến xem là hoàn toàn yên tâm. Đấy, mời các bác đến địa chỉ là 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để được xem một số dòng xe nhà em nhé. Đấy, thì em tên là Trâm, năm nay 32 tuổi. Nhà em thì chuyên kinh doanh xe cũ các loại, từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu, rất là nhiều. Đấy, thì xe cũng được cập nhật về liên tục. Như thế này là các bác quan tâm đến những dòng xe của nhà em thì ấn đăng ký kênh để được cập nhật những dòng xe mới nhất mà em nhập về, em quay lên. Khi bác ấn đăng ký kênh đấy thì khi em đăng lên cái là các bác cũng sẽ được nhận video mà em đăng lên luôn. Đấy, các bác ấn like và chia sẻ một comment phía bên dưới nhé, để ủng hộ em và ủng hộ video của em. Đấy, nhà thì hiện tại đang có một số dòng xe nữa, như là Lancetti 2010 giá 270 mấy triệu, và đây là Ford Fiesta đời 2011 số sàn. Đấy, xe cực đẹp luôn, zin toàn bộ luôn. Xe đấy thì bán là 325 triệu. Còn đây là chiếc Toyota Corolla đời 2003 số sàn bản 1.3, đủ đồ hết nhé, giá là 165 triệu. Đây, chiếc xe Matiz đời 2004 đấy, có kính điện và là trợ lái đầy đủ hết nhé. Chiếc xe này em bán 50 mấy triệu thôi. Và đây là chiếc xe Spark đời 2010 số sàn đấy, giá bán là hơn 90 triệu. Và chiếc xe kia là chiếc xe Crown đời 1993. Đấy, chiếc xe đấy thì khá là chất, giá bán là 8 mấy triệu rồi, 85 triệu. Và chiếc xe kia màu xanh bên ngoài kia là chiếc Daewoo 7 chỗ. Đấy, máy 1.0, rất tiết kiệm nhiên liệu, đầy đủ hết, đăng kiểm còn. Giá bán là hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu tí, có 3 triệu. Đấy, và chiếc ngoài kia là chiếc Innova Z đời 2007. Đấy, Z lưng G, lưng full G luôn. Đấy, 7 chỗ nha, màu bạc, xe rất đẹp luôn. Giá bán là nội thất màu vàng nhé, đang đúc rồi màn hình cam lùi đầy đủ hết. Giá bán là 245 triệu. Nói chung là tất cả những dòng xe nha, vừa em báo giá thì có thương lượng nhé. Nói chung là có bớt. Các bác đến xem xe rồi gặp trực tiếp em để chi tiết về giá và chi tiết về xe, cụ thể nhất về xe. Ok. Cảm ơn bác đã quan tâm đến những dòng xe nha em.